cuối chiều một ngày làm việc trong tuần, nhưng sân vận động này đã sớm đông nghịt các cổ động viên. Đó được xem là một sự lạ, vì bóng đá ở Mỹ chỉ là môn thể thao được ưa chuộng thứ 5 sau bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ và khúc côn cầu trên băng. Lương trung bình của một cầu thủ bóng đá Mỹ cũng chỉ bằng 1/10 lương cầu thủ bóng rổ và 1/5 lương cầu thủ bóng chày. Có quá nhiều thay đổi ở đất nước này liên quan đến bóng đá sau những gì chúng tôi được chứng kiến tại World Cup. Đội tuyển Mỹ đã chơi rất hay, nên chẳng có lý do gì mà không ra sân vận động để xem các cầu thủ chơi bóng. Chẳng mấy khi mà thực ra đây là lần đầu tôi đi xem bóng đá, chỉ vì tôi thích nhìn thấy các ngôi sao của Manchester United. Hơn 61.000 cổ động viên nêm kín sân vận động, vốn là sân bóng chày, gần đây có thêm chức năng là sân bóng đá. Một trận cầu đỉnh cao tại World Cup mới diễn ra ở Brazil cũng chỉ tầm đó người tới sân. Bóng đá thực sự vẫn còn mới mẻ với nhiều người Mỹ. Trong sân người ta vừa reo hò cổ vũ, vừa tranh cãi xem thế nào là việt vị và tính toán xem 14 mét là bao nhiêu ác theo cách tính của người Mỹ. Cũng phức tạp đấy, nhưng đến giờ thì tôi cũng hiểu bóng đá là cứ đuổi theo quả bóng, sút và quan trọng là đừng có sờ tay vào quả bóng. Thực ra người Mỹ thích xem môn thể thao có nhiều bàn thắng, bóng đá ít bàn quá, mới cả đá penalty thì may rủi quá, nhưng được cái là bóng đá chơi tập thể nhiều hơn, cũng là hay. MU và Inter đá chẳng có gì hay trong trận du đấu kiếm tiền ở Mỹ này. Nhưng cũng chính những đội bóng tên tuổi như thế và sự đổ bộ ào ạt của những ngôi sao lừng lẫy một thời như David Beckham, Thierry Henry hay Lundberg tới Mỹ cùng với sự ra đời của giải bóng đá chuyên nghiệp ở Mỹ đã khiến người dân nước này quan tâm nhiều hơn tới bóng đá. Các thương hiệu lớn cũng đổ tiền vào bóng đá. Đội tuyển Mỹ đến nay đã đi được một chặng đường dài. Chúng tôi sẽ là một thế lực mới. Có thể không phải là ở World Cup tới, nhưng cuối cùng chắc chắn chúng tôi sẽ có ngày đoạt chức vô địch thế giới. Theo một điều tra của tờ New York Times, khi World Cup đang diễn ra, thì Mỹ là một trong ba nước có ba số người dân được hỏi cho rằng đội tuyển quốc gia của họ sẽ vô địch World Cup tại Brazil. Kết quả cuối cùng đã không phải như vậy, Đức mới là đội tuyển vô địch. Tuy nhiên, sự lạc quan của người Mỹ, sự quan tâm ngày càng cao của người Mỹ đối với bóng đá, cũng như tiềm lực tài chính hùng mạnh và sự đầu tư bài bản của Mỹ cho bóng đá, thì sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong một vài World Cup tới, người Mỹ nâng cao chiếc cúp vàng vô địch thế giới. Trần Sơn, phóng viên Đài Truyền Việt Nam, thường trú tại Mỹ.